Rồi bóc gì nữa? Bóc gì nữa? Bóc tiền rồi bóc gì nữa? Mấy mấy đóng tên Phạm gì? Phạm Hoàng An Nhiên. Dạ. Bóc tiền bóc gì nữa nắm được tiền không? Bóc tiền rồi bóc gì nữa không? Nè. Nè, bóc nữa nè. Nó không có bóc lột bóc kéo vậy ha. Bữa nay bé biết tên nó luôn á. Nam bóc cái gì nữa Nam, để người ta chờ hồi hậu uống chết à. Hồi hậu uống chết nè, nó bóc cọc tiền rồi bóc gì nữa. Gà bóc gì nữa. Bỏ cái viết vô coi em có bóc cái viết không con. Cái viết với quyển tập. Rồi nó chỉ ham cọc tiền thôi. Vậy nó khói tiền. Này được ha, đi đâu cũng nó cũng đem bà nội theo đó. Bà về mấy nốt rồi làm ăn ngon rồi. Thì đó thì thôi giờ bắt nở chồng tập. Này kia bà hiểu chuyện á. Nắm bắt đi. Nợ nó lại bóc cọc tiền nữa mẹ ơi. Nó tiền, bởi nó biết nó tiền, tiền lắm lắm. Tiền nó nắm nó không thả mà. Tiền nó không thả luôn. Nợ bóc cái khác đi. Bóc cái khác. Nó không giữ mà nó